Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, việc ứng dụng nhà kính vào sản xuất đã nâng cao giá trị kinh tế cao cho ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, tại các khu vực nội ô thành phố Đà Lạt khi phát triển trên diện rộng, dày đặc đã gây ra những tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị, làm ngập lụt cục bộ, tăng nhiệt khu vực sản xuất, v.v. Vì vậy, ngành chức năng Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đang đặt tìm giải pháp giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ diện tích nhà kính ở vùng nội ô Đà Lạt. Vậy, bài toán này được giải quyết như thế nào để vừa đảm bảo lợi ích kinh tế lẫn các lợi ích về môi trường đô thị? Gia đình anh Nguyễn Hùng Vĩ cùng nhiều nông dân ở làng hoa Vàng Thành, thành phố Đà Lạt đã quen với các kỹ thuật canh tác trong nhà kính nhiều năm nay. Nhờ có nhà kính mà cây trồng hạn chế được những tác động của thời tiết, đồng thời nông dân chủ động áp dụng được các thiết bị thông minh vào sản xuất, từ đó nâng cao giá trị cây trồng. Thủy canh, khí canh là những mô hình tiên tiến nhất hiện nay đều phải nằm trong nhà kính hết. Bởi vì nhà kính kiểm soát được cái yếu tố thời tiết, môi trường khí hậu thời tiết. Người ta sẽ không có cái cách nào để mà kiểm soát được khí hậu và thời tiết, buộc phải đưa vào trong nhà kính thì mới kiểm soát được. Đằng sau khi mà bỏ cái hạn chế cái nhà kính đó, thì thực sự là chúng tôi rất hoang mang và chưa biết trồng cái gì loại gì. Hiện nay Đà Lạt có hơn 2.500 diện tích nhà kính, chiếm hơn 24% tổng diện tích canh tác và hơn 50% diện tích canh tác rau hoa của địa phương. Nhà kính được người dân làm ngay trong nội ô thành phố. Mật độ nhà kính cao phải kể đến như phường 12, chiếm gần 84% tổng diện tích canh tác. Tỷ lệ này ở các phường 5, 7 và phường 8 là trên 60%. Còn tại các xã Tà Nung, Xuân Trường, Tràm Hành, diện tích nhà kính phát triển chậm, mới chỉ chiếm khoảng 20% tổng diện tích canh tác. Qua khảo sát thực tế cho thấy, thiết kế nhà kính của nông dân không chừa khoảng lùi, làm sát các kênh mương thoát nước, không trồng cây xanh vành đai ở khu vực nhà kính. Hầu hết nhà kính chưa có hệ thống ao hồ thu nước, mương thoát nước riêng mà xả nước chung với công trình thoát nước công cộng, xả ra đường giao thông. Nhiều diện tích làm nhà kính trên nền đất san gạt có độ dốc cao và vi phạm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ hồ đập thủy lợi. Thực trạng này đã tác động lớn đến môi trường, gây ra tình trạng sạt lở đất. Vì vậy, Đà Lạt không khuyến khích phát triển nhà kính tại các phường trung tâm. Giải tỏa 100% nhà kính xây dựng trái quy định. Từ đó đạt mục tiêu đến năm 2025 giảm 35% diện tích nhà kính vùng nội ô và đến năm 2030 giảm dần, tiến tới không còn diện tích nhà kính tại khu vực này. Tuy nhiên, theo nhiều nông hộ, việc chuyển canh tác ngoài trời khiến nông dân gặp không ít thách thức về sâu bệnh hại, tác động thời tiết và giảm sức cạnh tranh, giảm giá trị nông sản. Giảm nhà kính mà chuyển qua làm rau rồi á, thì nó thật ra thì coi như là bà con là coi như là không ai thích rồi. Cái đó là nó thật. Từ cái chỗ mà coi như là giờ á, là chuyển cái nhà kính đi, dỡ nhà kính, trả lại cái đất là coi như ngoài trời, rồi mở hôm tây thế là mở những cái cây trồng khác, thì coi như là nó thẳng ra cái hôm tây ấy, thì coi như là chỉ có được một hai cái khu vực nào thôi, thì coi như có một hai hộ gia đình nào nó ở cái miêu cao đồi rồi ấy, thì coi như là nó đẹp thì họ mới làm được mấy cái khoản đó. Để tiến tới việc loại bỏ nhà kính ra khỏi nội ô Đà Lạt, các ngành chức năng Lâm Đồng đề xuất cần thay thế diện tích nhà kính không đạt chuẩn tại các phường trung tâm và thực hiện chuyển đổi sản xuất từ canh tác cây trồng trong nhà kính sang sản xuất không sử dụng nhà kính. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp lai tạo, nhập nội, khảo nghiệm giống mới phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế cao và có khả năng thích ứng trong điều kiện canh tác ngoài trời để chuyển giao cho người dân. Trong thời gian tới thì cái nhu cầu thị trường về các ngành hoa nó tăng, thì chúng ta vẫn phải đáp ứng và phải duy trì một diện tích cũng như là mở rộng diện tích để chúng ta sản xuất các loại hoa đó để đảm bảo chất lượng. Và thứ hai là chúng ta sẽ bị cạnh tranh với lại các nước trong khu vực và đặc biệt là các nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, rồi Đông Malaysia, Indonesia về cái sản lượng hoa cũng như chủng loại hoa để họ xuất khẩu, thì chúng ta làm sao mà giữ vững cái thị trường trong nước cũng như là sản xuất những giống hoa chất lượng để xuất khẩu. Đòi hỏi thì chúng ta cũng phải tiếp tục quy hoạch những cái vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các huyện lân cận cũng như là đầu tư nó nhiều hơn về các nhà kính tiêu chuẩn. Các địa phương, các cấp các ngành sẽ thực hiện các cái công tác tuyên truyền để đảm bảo hiệu quả. Thứ hai nữa là chúng ta có cái lộ trình, có cái cơ chế chính sách để làm sao mà giúp cho người dân chuyển đổi cái phương thức canh tác sử dụng nhà kính sang không sử dụng nhà kính đối với các loại cây trồng nó có phù hợp, nó đảm bảo cái thu nhập cho người dân. Thì với mục tiêu như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là sau khi triển khai
đến khoảng 2025 thì chúng ta sẽ có những cái sơ kết đánh giá, nhìn nhận lại và có những vấn đề gì khó khăn, vấn đề vướng mắc thì tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Lâm Đồng cũng định hướng trong thời gian tới cần ổn định diện tích cây trồng đang canh tác ngoài trời, thúc đẩy nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản thông qua chế biến sâu, đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả artiso, hồng sấy, gắn với xây dựng các chuỗi liên kết tại địa phương để thúc đẩy sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa và xuất khẩu. Mặt khác, Đà Lạt sẽ có sự chuyển đổi một số diện tích sang các mô hình du lịch canh nông, tham quan trải nghiệm nông nghiệp. Tuy nhiên, để có thể chuyển đổi phương thức sản xuất, cần có sự nghiên cứu kỹ để gắn cùng thực tiễn với những bước đi thận trọng, tránh nóng vội, máy móc nhằm đảm bảo hài hòa cả lợi ích kinh tế lẫn lợi ích môi trường, mỹ quan đô thị.